siêu đẹp và rộng rãi bên bãi biển để đi bộ đến và tận hưởng, với rất nhiều lựa chọn và góc chụp ảnh kỷ niệm cùng làn nước biển trong xanh như pha lê, vô cùng thú vị trong mùa hè. Tôi rất đề xuất khu nghỉ dưỡng này với các biệt thự và hồ bơi vô cực. Nơi này thực sự thích hợp nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường yên bình và muốn kết nối với thiên nhiên. Hi! Xin chào các bạn thân yêu của Tí Hỏi. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng, sức khỏe dồi dào, chiến đấu tích tiền, đi du lịch nha! Tại sao Tí lại chúc giải thế à? Đơn giản là vì hôm nay, Tí sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm đẹp, hoang sơ, tự nhiên, sang trọng, đầy cổ kính. Đảm bảo các bạn đi là không muốn về luôn nhé! Cây bút Kili McLaughlin Australia vừa có một chuyến trải nghiệm đáng nhớ tại Quy Nhơn, Bình Định. Cô đánh giá rằng đây là điểm du lịch biển sang trọng mà không đông đúc, hấp dẫn không kém thiên đường du lịch Bali, Indonesia. Wow! Cây bút Kili McLaughlin của Traveler vừa có chuyến trải nghiệm đáng nhớ tại Quy Nhơn, Bình Định. Sau hành trình bằng tàu hỏa từ Hội An, Quảng Nam, theo cảm nhận của nữ ký giả, tốc độ vừa phải của đoàn tàu là đủ để cô ngắm nhìn từng đàn cỏ trắng bay trên đồng lúa xanh hay những con trâu gặm cỏ bên ruộng ngô. Nhiều ngôi nhà nhỏ ở miền quê nằm sát đường ray, nhưng cũng có nơi tầm nhìn thoáng đạt hơn với đầm hoa súng và núi non hùng vĩ đằng xa. Khung cảnh biển xanh và bãi cát trắng hoang sơ cùng di tích của văn hóa Champa báo hiệu rằng chúng tôi sắp đến Quy Nhơn, Kaylee McLaughlin chia sẻ. Kaylee chọn lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng ven biển Quy Nhơn, nơi tiếng sóng vỗ từ biển dễ khiến du khách chìm vào giấc ngủ. Khu vực này còn khá hoang sơ, từ đây phóng tầm mắt ra xa có thể thấy người dân địa phương chèo thuyền thúng, chở các loại hải sản đến nơi thu mua. Rời khỏi căn biệt thự có hồ bơi riêng, nữ ký giả bắt đầu hành trình khám phá Quy Nhơn tại một quán cà phê bản địa và đi thăm các di tích Champa trong thành phố. Nơi này sở hữu khung cảnh ngoạn mục với đô thị nằm men bờ biển cong và hẹp giống như ở Cancun, Mexico, nhưng lại không hề đông đúc. Chúng tôi còn thưởng thức bánh xèo, một món ăn đường phố đặc trưng tại đây với lớp vỏ mỏng từ gạo và nhân tôm thịt. Mọi người đều thích một chút trải nghiệm sang trọng, nhưng nó thường đi kèm với mức giá đắt đỏ. Ngoại trừ điểm đến này, khi du lịch đại trà chưa có mặt, thì Quy Nhơn, Việt Nam chính là nơi bạn có thể tìm thấy sự sang trọng mà không đông đúc như Bali. Kaylee McLaughlin viết, theo tác giả, trải nghiệm khoang tàu hỏa cao cấp từ Hội An đến Quy Nhơn giúp chuyến du lịch Quy Nhơn liền mạch và thoải mái. Nếu di chuyển về Việt Nam, du khách nên thực hiện chuyến tàu vào ban ngày để thỏa sức ngắm phong cảnh xung quanh. Cũng có một chuyến tàu từ Quy Nhơn quay lại Đà Nẵng vào buổi tối. Ái chà, lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích chưa thỏa lòng đam mê của khán giả. Trước tiên, hãy tới với bình luận này. Bãi biển Kỳ Cò đẹp đến ngỡ ngàng, rất khó để đạt được nhưng nó chắc chắn đáng giá. Mất khoảng 45 phút đi taxi đến lối vào, sau đó phí 100k để sử dụng bãi biển và 40k cho xe buýt đưa bạn đến đó. Chưa đầy 10 phút nhưng bạn không được phép tự lái xe đến đó. Khi xuống bãi biển, trông bận rộn vì cầu cảng và các chuyến đi thuyền. Trong số bạn muốn có một chút riêng tư, hãy đi bộ đến cuối bãi biển và quanh những tảng đá đến hai hốc tường nhỏ. Có thể có những người chụp ảnh, nhưng từ lâu chúng tôi đã có chỗ cho riêng mình. Hãy ăn nhẹ vì không có nhiều đồ ăn và bạn có thể phải nhặt một ít rác, nhưng đó là nước trong nhất mà tôi từng thấy ở Việt Nam. Bình luận này ở đâu? Các bạn hãy từ từ theo dõi, em sẽ bật mí tiếp theo đây. Các bạn hãy chờ xem những điều tuyệt vời gì tiếp theo nhé! Giờ tới một bài viết trên trang CNN nổi tiếng của Mỹ. Tiêu đề bài báo rất kiêu: chào mừng bạn đến với Quy Nhơn, điểm đến bãi biển sang trọng mới nhất Việt Nam. Sau một vài ngày ở Anantara, Quy Nhơn, bạn có thể bắt đầu cảm thấy mọi thứ thư thái nhưng sống động, thư giãn, yên bình đầy năng lượng. Chỉ cách Hà Nội hơn 1 giờ đi máy bay, Quy Nhơn vẫn chưa được du khách quốc tế khám phá. Hầu hết chọn đi theo con đường mòn đến với các địa điểm của Việt Nam như Huế, Hội An và Sapa, thường với địa điểm dừng cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh. Sự yên tĩnh tương đối của thành phố ven biển càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của nó, và Anantara 5 sao khai trương vào tháng 12 năm 2018 khiến nó hoàn toàn xứng đáng để ghé thăm. Không dễ dàng nói rõ những lý do khiến Quy Nhơn bị lép vế vì sức hấp dẫn chung của nó. Đây là một điểm đến giàu bản sắc văn hóa theo đúng nghĩa đen, nơi đầy tự hào với hàng dặm bờ biển, ẩm thực tươi ngon dựa vào vị trí bên bờ biển và một số phòng nghỉ có giá phù hợp với mọi sở thích và ngân sách. Có một bảo tàng quốc gia nhỏ, những bức ảnh về chiến tranh có thể là phần thú vị nhất. Những bãi biển vắng người, hầu hết người dân địa phương thích bãi biển vào ban đêm để tránh cái nóng oi bức ban ngày. Một khu chợ nhộn nhịp, văn hóa cà phê thịnh vượng, những tàn tích và chùa chiền. Nó có thể có mọi thứ mà một khách du lịch sành điệu có thể muốn, ngoại trừ đám đông khổng lồ và giá cả tăng cao.
sang trọng lạ thường. Kỳ nghỉ tại một trong những biệt thự có hồ bơi của Anantara, Quy Nhơn cũng sang trọng không kém. Có nhiều khách sạn nằm ở trung tâm hơn, nhưng tầm nhìn và cảm giác sẽ không giống như ở dọc theo bãi biển riêng trước vịnh Quy Nhơn. Anantara nằm ở khu vực hẻo lánh, nhưng bạn vẫn chỉ cần đi bộ 10 phút là đến một số địa điểm khác dọc theo khu vực yên tĩnh hơn của bãi biển này. Trước tiên, hãy dành một chút thời gian nói qua về chỗ ở. Mỗi tiện nghi của biệt thự bao gồm tủ lạnh chứa đầy format miễn phí, kẹo sắc quaderi và thanh sô-cô-la cùng với một bồn tắm ngoại cỡ lấp lánh vẫy gọi, muối tắm và hơn thế nữa, khung cảnh tuyệt đẹp đó. Các biệt thự nhìn ra biển hoặc nhìn ra biển có tầm nhìn toàn cảnh được thiết kế với cửa sổ và cửa ra vào từ trần đến sàn cho tầm nhìn ngoạn mục. Trải dài ra ngoài, một căn phòng được trang trí tỉ mỉ và chi tiết, thật ấm áp và hấp dẫn. Bạn có thể không bao giờ muốn rời đi. Đó là cho đến khi bạn nhận được một tin tức về những gì được cung cấp bên ngoài khách sạn. Kinh nghiệm thúc đẩy. Đó là chứng minh cho sự đa dạng và quyến rũ của Quy Nhơn mà có rất nhiều điều để xem và lôi kéo bạn khỏi căn phòng khách sạn đầy tiện nghi. Khách du lịch, ba lô ở trên bãi biển tại một trong những khách sạn bình dân có thể thôi thúc bạn thuê một chiếc xe máy, một phương tiện chủ yếu của Việt Nam để đi lại và tự mình khám phá. Nhưng không có gì phải xấu hổ khi gạt sự quan tâm của bạn sang một bên và không thể bỏ qua chuyến tham quan đầy hấp dẫn. Bắt đầu với chuyến thăm Tháp Bánh Íp, một trong bốn di tích Chăm trong khu vực. Đây là nơi Vijaya, thủ đô của người Chăm, tồn tại cho đến năm 1471 khi phương Bắc tiếp quản. Con đường duy nhất lên đến những tòa tháp gạch đỏ đổ nát là đi bộ qua cầu thang. Tầm nhìn từ vị trí thuận lợi trên cùng cung cấp tầm nhìn tuyệt vời ra thành phố, vùng nông thôn và đại dương trải dài. Và bạn sẽ không phải chen lấn với đám đông để có được cái nhìn cận cảnh. Tiếp theo, hãy yêu cầu hướng dẫn viên của bạn hoặc Google Maps chỉ dẫn bạn đến các ngôi chùa đặt trên khu đất nguyên sơ với kiến trúc phức tạp. Không được phép chụp ảnh bên trong các không gian trang nghiêm đầy Phật, nhưng chúng tôi khuyến khích việc bày tỏ lòng thành kính với việc dâng hương. Theo Mai Vũ Bảo, một chủ biệt thự ở Anantara, người thích dẫn khách đi tham quan và luyện tiếng Anh của mình, bạn không muốn mạo hiểm nhận được những hồn ma và linh hồn trong bức ảnh của mình. Sau chuyến tham quan di tích và chùa chiền, chúng tôi khuyên bạn nên đi trị liệu spa ở giữa khu rừng rậm hướng ra đại dương. Avani, với sự dung cảm phóng túng, được quản lý bởi Bạch Thị Anh Đào, một người dân Quy Nhơn. Người đặc biệt có kỹ năng xác định vị trí căng thẳng và dỗ nó đi cho đến khi cơ thể bạn trở nên chai sạn dưới tay cô ấy. Ý nói là việc massage đem lại cảm giác thư giãn tuyệt vời, xua tan mệt mỏi ấy mà. Để có trải nghiệm tràn đầy năng lượng hơn, hãy xem một trong những lớp học yoga hàng ngày của cô ấy, bao gồm một vài khoảnh khắc thiền tĩnh lặng, hoàn hảo để giúp mở ra những nguồn sáng tạo đó. Người dân Quy Nhơn bán lươn và rau muống ở chợ hàng ngày, bán dừa nước giá khoảng 7 đồng, ven đường và cà phê trứng ở các quán cà phê trong thị trấn. Đều là những điều khiến du khách đến thăm nơi ẩn náu này của Việt Nam thật đặc biệt. Như đối với bất kỳ thành phố hay thị trấn nào, không thể thiếu cách trải nghiệm những hương vị tươi ngon của Quy Nhơn. Nếu bạn đã cảm thấy thoải mái khi đi đạp xe trên những con đường miền núi quanh co dẫn vào trung tâm thị trấn, bạn sẽ muốn tìm kiếm món bánh xèo Việt Nam hoặc bánh crepe, bánh xèo nhân tôm, thịt lợn và vô số loại rau thơm tươi. Để tìm hiểu sâu hơn và thưởng thức văn hóa, hãy chọn trải nghiệm chợ đêm Quy Nhơn. Nếu bạn định uống rượu, bạn hãy nhờ một người lái xe chỉ hộ địa điểm, đặc biệt nếu bạn thích hát karaoke. Bảo, một hướng dẫn viên du lịch thông thường, biết đường đi quanh thị trấn và có thể chỉ ra địa điểm tốt nhất cho trò tiêu khiển phổ biến. Nếu cả hát không phải sở thích của bạn, hãy tản bộ dọc theo lối đi dạo hướng ra đại dương của thành phố và chiêm ngưỡng bức tượng Hồ Chí Minh khổng lồ. Khi bạn đã sẵn sàng để xuống chân, hãy đến quán bar trên bãi biển để thưởng thức một ly rượu nhẹ. Có bia nhập khẩu được cung cấp tại quán bar trên bãi biển chính của Quy Nhơn, Spa 2. Nếu bạn đã chán các lựa chọn bia Sài Gòn hoặc bia Hà Nội phổ biến, nhưng bạn sẽ phải quay trở lại biệt thự để thưởng thức bất cứ thứ gì tương tự như bia thủ công. Một đặc sản Quy Nhơn khác là hàu. Ötzi Fire Stone, nhà hàng trong khuôn viên của Anantara, Chef Master Market Mix, phục vụ các món hài mảnh vỏ đầy đặn, ngon ngọt, trần trụi hoặc có nhiều các loại gia vị bao gồm chanh, sốt cốc tai, sốt đậu đen và rượu nhỏ. Ghép nối món khai vị với châm panh hoặc IPA trái tim của bóng tối trước khi chuyển sang một món đặc sản địa phương khác của Chef Michael. Đầu bếp sinh ra ở Anh rất hào hứng với thực đơn mà anh ấy tạo ra, trước đây mang đậm chất Mỹ và bây giờ là người Việt Nam nhiều hơn nhờ phản hồi sớm của khách. Và đặc biệt, nhiệt tình với một chương trình khác của khách sạn, lễ kỷ niệm ăn uống bên bãi biển riêng. Điều này giúp Michael có cơ hội nướng tất cả các loại rau và protein,
Đó là món lật giữa tôm tít và Wagyu để món ăn ngon nhất trong đêm. Trong một khung cảnh tuyệt vời với âm nhạc phát trên nền và thuốc chống muỗi xuất hiện trước mắt bạn, thậm chí biết bạn cần nó. Trải nghiệm thân mật trong biệt thự có thể kéo dài hàng giờ vào ban đêm. Ra khỏi khu nghỉ mát, làng trai gần đó, bãi xếp là nơi bạn tìm thấy Lies of Beat, một nhà nghỉ, quán bar và nhà hàng ngay dưới con đường cũng đáng để thử. Những con đường và ngõ nhỏ hẹp của bãi xếp là nơi tập trung những người phụ nữ làm bánh mì bên bếp lửa hồng, trong khi cua, nghêu và cá tươi sống bơi trong bồn nước lạnh cho đến khi được thực khách lựa chọn bởi cơn đói cồn cao. Mùi thơm vô cùng mùi tanh của hải sản và những con chó hoang buồn tê đánh rơi tìm mỏ vụn, trong khi chủ cửa hàng đưa ra thuốc lá và nước ngọt để lấy từng xu. Thiên đường có rất nhiều dạng khác nhau và đây cũng là một dạng. Hết. Hết video á? Không không. Để các bạn tin tưởng hơn, em xin trích dẫn vài cái bình luận của du khách nước ngoài này. Thích và những người bạn của anh ấy là những hướng dẫn viên du lịch chu đáo, đáng yêu nhất mà tôi từng gặp, theo đúng nghĩa đen. Chúng tôi đã đặt tour và gặp họ ở thành phố Quy Nhơn, rồi đi xe máy về vùng quê, nơi con thuyền đang chờ chúng tôi. Chúng tôi lên con thuyền rất quyến rũ và đi thuyền đến một nơi vắng vẻ, nơi chúng tôi có thể thực hiện một số hoạt động và ngắm nhìn cảnh quan và đầm phá tuyệt đẹp. Bữa ăn rất nổi bật với rất nhiều đồ tươi sống và đồ ăn nhẹ Việt Nam. Nhạc sống cũng được cung cấp, rất thú vị. Thích, đặc biệt, đích thân chăm sóc bạn và đi xa hơn để hỗ trợ bạn những việc khác. Như một đề cập đặc biệt, các lựa chọn ăn uống trong dịp Giáng sinh bị hạn chế ở Quy Nhơn. Và anh ấy đã sắp xếp cho chúng tôi một chiếc xe hơi riêng đưa chúng tôi đi ăn ở một làng trai gần đó. Hoàn toàn tách biệt với chuyến tham quan và anh ấy chỉ đơn giản làm điều này là có ích. Tôi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với Thích cho bất kỳ loại tour du lịch nào. Bạn có thể thích vì có vẻ như anh ấy có thể sắp xếp mọi thứ theo yêu cầu của bạn. Khoảng lùi, bãi biển quá du lịch, cần phải trả phí vào cửa 15.000 đồng trên một người. Con đường lái xe đến nơi đậu xe là khung cảnh ngoạn mục với sự kết hợp của biển và núi. Từ chỗ để xe, phải đi xe buýt xuống một con dốc mù để đến bãi biển. Toilet, phòng thay đồ có sẵn, nước biển trong xanh. Trên đường trở lại chỗ đậu xe, bạn sẽ có một chút đi tàu lượn siêu tốc vì cần lái xe lên đồi ngủ với tốc độ tối đa. Còn nhiều, nhiều nữa cơ mà các bạn hãy vào trang tripadvisor.com xem giới thiệu chi tiết nha. Video hôm nay cũng dài rồi, em xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video tới thời điểm này. Hãy ủng hộ S một like, chia sẻ và đăng ký giúp S nha. S cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!